June. God. It's not like she's gonna jump off. No, it's okay. Onion. He doesn't like it when you take video. Hey, can I see his bandana? Bandana. His bandana is the red one that is on his neck, but it's not really tight. It's just to show some. He's gonna fall. Hey, okay. You're taking a video. Video mới thấy chứ. Tôi thấy chị Lily đang chạy tóc cho Teddy nè. Em mặc cái Teddy coi kìa. Ôi da. Touch it to the butt. Cho nó ngồi xuống đi con. Just touch to the butt. No, that's just Teddy. I just thought you touched his butt. He doesn't like it when you take a video. How do you know? Because mommy's holding her phone like that, and then Teddy, he sees it and he thinks that you're taking a video. No, he doesn't really know. Yeah. Sao cái tóc nó phủ cái mắt của nó vậy con? Từ từ chừng vô mắt nó. Bị sát rồi. Lấy tay quẹt á chứ đừng có lấy cái bàn chải, đừng có lấy. Mình tháo cái đó ra đi. Tháo ra đi để bữa giờ nó đeo đó lâu rồi. Teddy à. Hi Teddy à. Good boy. Cho nó ngồi xuống đi con. Chắc nó sợ, nó đứng trên đó nó sợ. If I do it on his bed, he's gonna move around. Trai rồi. Fine, Lily kỹ quá. Ui, chừng Teddy nè. Teddy, Teddy nè. Chải cái tóc nó phùng lên vậy hả? Tóc nó xù quá. Ok, yay. Coi ảnh nha. Teddy, Teddy. Chờ mommy collect hả? Chờ mommy collect hả? So cute, so cute, Teddy, so cute.